Xin chào tất cả anh em hôm nay Cường tiếp tục chia sẻ với anh em một cây Mai chú thủy mini Này là dòng kim giòn nha anh em Hai dòng này là dòng kim giòn nha Cây này là cây khá nha Này đế này đế rất khá nha anh em nha Chia đều bốn mặt luôn Đó nở cũ Và những cái vết thẹo của nó cũng đã lành hết rồi Những vết thẹo chuyển nhiệt đã lành hết Và hiện tại là cây đang cho bông Full cây nha anh em nha Bông full cây thì bông này là mình có thể chơi cỡ 20 đến 30 ngày nha anh em đó thì anh em có thể so sánh với vật đối chứng nha anh này là cái hộp quẹt ha cốt hoành của nó là nếu mà cốt đế này là bự bằng ngón chân cái của mình nha còn hoành eo thì nó bự hơn ngón tay cái của mình nha anh em giót ngọn nha đó bà này cường đã đóng đủ chi rồi đóng đủ chi luôn chi một chi hai chi phong rất là dày rồi chỉ còn cái uh, những cái chi trên trên ngọn này thôi thì anh em về chơi hết mùa bông này bắt đầu là mình sẽ làm tiếp cái chi này nha Làm tiếp mình kéo ra Thì cây này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 1 triệu 1 triệu chưa bao gồm phí ship nha anh em nha Cường xin nhắc lại cây này Cường sẽ giao lưu với anh em là giá 1 triệu chưa bao gồm phí ship Đây Mình có thể cầm trên lòng bàn tay mình đem uống cà phê được ha Rất là duyên nha Rồi cái này chiều cao của nó là khoảng 20 cm nha anh em. Tán ngang là cỡ 22 ha. Rồi anh em muốn sở hữu cây Mai Chiếu Thủy Mini dòng kim giòn này thì xin liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường đó là 0374 113366. Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366. Với dòng Mai Chiếu Thủy mà kim giòn này á thì lợi điểm của nó là lá nhỏ và nó cực kỳ xuyên hoa luôn nếu nói trong dòng mai chú thủy thì kim giòn là cái loại xuyên hoa nhất. Đây anh em coi nè. Hoa full nha anh em. Tược nào cũng có hoa hết. Đọt nào nó ra là đều có hoa hết. Vì thời gian nắng mấy cái ngày vừa rồi là Cường mới lại lá em nó. Thì bây giờ là em nó phun ra. Rất là nhiều hoa luôn. Rồi Cường xin cảm ơn anh em nha. Xin chào anh em.